Trung tâm điện tử anh Phương xin chào các bác. Hôm nay thì anh Phương này có một cái đơn hàng ship e-bay về đây này các bác. Thỉnh thoảng cũng có món hàng độc để giao lưu với các bác. Hàng không biết cái gì này. Bác nào mà xem này cái đoán được ngay. Chắc chắn là ship e-bay thì nó không phải hàng thông thường các bác. Dạ. Chắc chắn hàng này là hàng VIP rồi. Có bác nào trong túi đang dùng dình tiền giơ tay em phát nào. Đang dùng dình tiền không có chỗ tiêu rồi. Nhiều lúc rồi. Có tiền mà không có thời gian đi tiêu này các bạn. Cho nên là hôm nay gặp anh Phương thì tiêu bớt đấy. Đấy, em bảo rồi, mấy hôm nghỉ dịch thì em ở nhà em chống dịch. Mấy anh em này cứ đi hát karaoke nhiều thế đâm ra giờ. Mấy anh em mà hôm trước hôm sáng nay em xem cái tin ở Đà Nẵng ấy, cái anh bạn gì mà làm khách sạn mà shipper gì đấy mà thấy một ngày đi hát đến 2 trận. Ngày đi hát 2 trận thì chả chết. Nhưng ngày dịch thì các bác không nên đi hát tê vịn nhé. Bởi vì các em, các bác thấy hôm nọ ở Cẩm Giàng cũng có vụ là tay vịn rồi. Đấy, hôm qua thì có vụ ở Vĩnh Phúc nữa. Mà cái vụ mà tay vịn mà nó lộ ra là đổ dàn thiên lý ngay lập tức. Không đỡ được các bạn. Thì anh em mình đi nhậu mà chẳng may có dính Covid thì còn được. Vợ nó còn thương, nó còn chăm. Giờ đi tay vịn mà dính Covid thì về vợ nó chỉ có... Có bác nào mà vẫn đi tay vịn không? Khai nhanh. Em thì ở nhà. Bây giờ các bác mua karaoke về nhà hát đi. Trái cắt cho cái này cái. Một tay không cắt nổi. Tèm ai gì. Bán hàng vừa giao lưu các bác cho vui thôi. Ok, mở ra nè. Cái này cái gì mà sen này. Không biết là thuốc bổ. Thuốc bổ chứ. Thuốc bổ. Ok. Báo cáo bác là anh Phương ngày hôm nay thì đang có một bộ mic hàng của Đức. Đây các bác. Tem. Trong này có 2 cái dâu này. 2 cái dâu này. Một cái cắm này. Phích cắm này. Phích cắm này có 2 kiểu. Một phích cắm 2 chân. Một phích cắm 3 chân. Đấy. Có mấy cái củ sạc đâu không biết. Còn mới đấy. Sen. Bộ mic Sen E. Và đây là G4 E500. G4 E500. Hàng Đức hay sao các bạn? Xua là của Mỹ các bạn nhỉ. Còn Sen này hình như của Đức. Hàng rất mới. Ueda này các bạn. Công nghệ của Đức. Mặt mũi nó đây các bạn. Đẹp. Vẫn còn cả cái tem này. Hàng e-bay bao giờ nó đẹp. Nó như mới luôn. Củ của nó đây. Củ của E945. Củ 945 như mới. Tay. Đấy, các bạn nhìn cái mic này. Phê luôn.
em đang thắc mắc là không biết cái củ sạc nó để đâu, hay là để món này không có củ sạc đây các bác. Để em xem nào. Một cái củ sạc khối tiền này các bác, thằng Tây mà nó quên gửi về cho em thì chết đòn, coi như là mình mất trắng luôn. Hai cái dâu này. À đây. Mày quá. Sạc đây rồi. Đức. Sen là Jack Money. Cái này là cái bộ giá này vậy. Để xem. Ốc này. Giá bắt tủ máy như vậy. Giá bắt tủ máy rồi các bạn. Cái này nếu như mà em không nhớ không nhầm thì chắc nó bắt trong phần này. Các bạn nhỉ? Nó bắt trong kiểu này. Sau đó bắt đầu tủ máy. Ok. Tức là một bộ mic thì nó là dòng gọi là full shop. Tất cả phụ kiện đều đầy đủ. Thì đây là một bộ mic stand đời rất là cao các bác nhé. Mic stand đời rất cao. Giá của nó trên 20 triệu các bác. Trên 20 triệu bộ này. Như vậy là những bác nào mà thích chơi mic sen thì alo cho em. Hiện tại thì ở đó anh Phương đang làm cả suit cả sen. Sen thì nó có cái đặc điểm riêng của nó là nó bay tiếng. Bay tiếng, giải cao mạnh hơn sua. Sua thì nó chắc chắn và nó dày tiếng. Đó là những đặc điểm của hai cái dòng mic này. Nói chung là hai dòng mic này đều là gọi là 1-9-1-10 hay là gọi là 10 phân vẹn 10 cũng được. Chứ còn tùy theo các bác chơi thôi. Nếu mà bác nào thích chơi cái bộ nào thì alo cho em. Giá trên 20 triệu. Chơi xua thì nó rẻ hơn một chút. Chơi xua thì có những bộ nó chỉ 8 triệu rưỡi một bộ thôi. Ví dụ như bộ này, trước đây giá của nó 10 triệu rưỡi một bộ, nhưng bây giờ giá nó rất là hợp lý cho các bác. Khoảng độ 8 triệu rưỡi một bộ mic xua này. Đấy. Xin mời các bác hãy cùng anh Phương trải nghiệm với những bộ mic này. Xin mời các bác.